Hello everyone, how are you? Hôm nay đang làm cái video này để hướng dẫn cả nhà làm sao để thử cái COVID-19 ở nhà của mình nha. Bởi vì Mấy ngày trước thì Đăng Vi mới làm xong một cái show MC cho 700 khách rất là đông, và cũng như là để nói chuyện nhiều đó nên là cái cổ nó hơi bị đau và khàn, nên ở nhà nghỉ mệt. cảm thấy là như bệnh đó, cho nên là mình test thử coi nó như thế nào để có gì yên tâm mình đi ra ngoài hơn. Cái này cũng là một cái suy nghĩ tốt của đơn vị mà, đúng không? Cho nên mọi người ủng hộ ha. Thì Đang Vi tính đi ra ngoài test, nhưng mà bây giờ cái mùa lạnh cũng như là đang bệnh á, cho nên cũng không muốn đi ra ngoài mà chờ kết quả lâu quá, cho nên thôi để lấy đi mua cái COVID testing kit để mà thử. Thì tính đi mua thì nhớ lại là ở trường của con gái của mình nó có cho một cái kit, cho nên là mình sẽ lấy cái này, và cái này đã được FDA chứng nhận luôn, approve rồi, cho nên sẽ yên tâm hơn. Thì trong này nó có hai cái test, thì một cái thì Đang Vi sẽ lấy test cho mình, một cái thì Đang Vi để dành cho con gái trước khi nó nhập học vào thứ hai này. Thì Đang Vi sẽ hướng dẫn cả nhà làm sao nhờ, trong này nó có hướng dẫn rồi, nhưng mà nếu mà ai là biến động hay gì thì coi video của em cũng được. Ok, Đang Vi thì Đang Vi có thấy là trong CVS nó có bán, nó có nhiều loại, có loại thì 40 mấy 50 đồng, có loại thì 20 mấy, có loại 10 mấy đồng. Thì Đang Vi biết cái này là bao nhiêu đồng, thì nó có hai cái test, nó là hai cái test trong này này đấy. Thì Đang Vi lấy một cái cho Đang Vi ha, bây giờ Đang Vi mở ra. Ok, bây giờ Đang Vi mở ra rồi, trong này nó có một cái hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn như thế nào mình làm như thế nào đó, dài lắm, và nó có một cái bịch như thế này, phải mở ra. Nó nói rằng là you within 1 hour after opening, thì mình phải mở ra, mình sử dụng trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi nha. Một cái chip như thế này. Đó. Rồi một cái Q-tip. Nó đã trong cái bịch mình sẽ ra. Ok. Giờ Đang Vi sẽ làm. Ok, trước tiên mình sẽ cắt cái bịch này ra. Thì cắt ra trong này nó sẽ có cái thanh này. Cái thanh này nó có cái chữ C và chữ T. Bao giờ mà cái chữ C và chữ T nó hiện lên hai cái vạch thì mình sẽ positive, còn nếu như là cái chữ C không á là negative nha. Sau đó thì mình mở cái bịch này ra. Mình open, nó có cái chỗ mở ra này. Ha. Mở ra. Cũng dễ lắm, dễ lắm. Mình sẽ cầm cái đuôi. Sẽ cầm cái đuôi. Mình sẽ bỏ vào cái mũi của mình khoảng chừng 2/3 đến cái mũi. Ngoái 5 lần. Ok. Xong qua đây 5 lần nữa. Rồi, xong rồi. Mình sẽ open cái này. Open cái bự ra luôn nha. Xong rồi mình nhét cái này vô cái nước trong đây, mình quậy. Mình quậy nó 5 lần. Mình quậy nó 5-6 lần gì đó. Mình bóp nó. Mình bóp đấy, mình lấy cái Q-tip ra đó. Bóp ra nha. Đó. Xong rồi mình bỏ nó vô cái bịch này nha. Bỏ vô cái bịch này lại nha. Bỏ vô cái bịch này lại. Mình đậy nắp lại. Lắc lên một chút xíu. Xong rồi lại mình có cái này nhớ thấy không? Xong mình nhỏ vô đây. Vô cái lỗ này nha. Mình nhỏ vô 3 drop, ok, 3 drop, 3 giọt, giọt vô cái lỗ này, cái lỗ nhỏ này. Rồi nó sẽ hiện hai cái vạch ở bên này. Ok, bây giờ cái tip này. Hồi nãy là mình mở cái nắp màu cam này ra phải không? Bây giờ mình đậy lại, và bây giờ mình mở cái nút màu trắng này ra thôi nha. Mình vặn nó nha. Đó, mình vặn như thế này. Rồi, mình sẽ lấy cái này, mình nhỏ 3 giọt vào cái lỗ đây đúng không? 1 2 3. Rồi mình để đây 15 phút nha. 15 phút. Mình tính đồng hồ đàng hoàng nha. Bây giờ Đang Vi sẽ bắt đầu tính đồng hồ 15 phút nha. À đúng rồi, 15 phút rồi, sau đó mình sẽ thấy được cái mặt của nó. Mới có khoảng chừng 1 phút trôi qua mà nó ra cái chữ T rồi. Và hai vạch nó mới là positive nha. Rồi, coi như là bị COVID rồi đó. Nhưng mà bây giờ bị COVID nó giống như là bị cảm vậy quý vị, cả nhà ha. Tại vì nói thật luôn là mấy ngày nay Đang Vi bị khan cổ. Yes, bị khan cổ, bị ngứa cổ. Ho vài cái ho ít lắm. Người thì không mệt. Chỉ là Đang Vi uống cái NyQuil vô á, thì Đang Vi buồn ngủ, rồi ngủ hai ngày nay. Và dậy thì vẫn ăn uống rất là bình thường. Và ngủ thì cũng ngủ được nữa. Tại uống cái NyQuil vô cho nó cho giống như nó buồn ngủ vậy. Và dậy thì ngủ với mùi thức ăn vẫn ok, ăn vẫn ngon miệng. Và ăn xong thì thấy khỏe mạnh. Chỉ là cái cổ nó khàn cổ, là vì Đang Vi có một cái tật
cũng như là cái bệnh đó là Nam Phi nói la quá, đi tiệc tùng nói la quá, thế nào ngày hôm sau cũng bị khàn cổ, là lúc nào bao nhiêu lâu nay đều như vậy hết, chứ không phải là bị covid mà khàn cổ. Đó là cái thành thật của Nam Phi. Thì coi như là bây giờ test cái này là bị covid, thì chắc cả nhà Nam Phi thì không biết là bữa giờ cũng sinh hoạt ở trong cả nhà, thì bây giờ chắc là nói cả nhà không nên đi đâu, và khoảng chừng 2-3 ngày nữa mình test lại coi thử mình hết chưa. Bởi vì thật sự trong cơ thể Nam Phi, Nam Phi không thấy mệt, không thấy sốt, cũng không bị một cái vấn đề gì ngoài khàn cổ, cũng như là ho 2-3 cái ra là sổ mũi nữa. Sổ mũi thì không chảy nước mũi mà là chỉ nghẹt mũi thôi, thì Nam Phi xịt nước mũi vô thì tối ngủ vẫn ok. Đấy, đó là cái kinh nghiệm của Nam Phi. Và Nam Phi nghĩ rằng là vẫn ăn uống đầy đủ, sinh hoạt ở nhà và bước đi ra ngoài một chút xíu, khoảng 2-3 ngày nữa mình test lại xem sao ha. Chúc cả nhà có một cái mùa lễ cũng như là Tết sẽ khỏe mạnh hơn Nam Phi, cũng như là mình sẽ giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Và nếu như mình có cái nghi ngờ gì đó thì mình mua cái kit này về mình test và mình tự cách ly mình. Mấy ngày sau Nam Phi nghĩ là nó sẽ everything will be ok. Xin happy new year cả nhà nha.